cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần mới, con cảm thấy thế nào? Con quan tâm đến điều gì nhất? Thân thể của con sao rồi? Chúa Giêsu mời gọi con xua đuổi những kẻ lừa đảo ra khỏi đền thờ của mình. Nhịp sống gấp gáp, mất đi sự hứng thú cho những điều mình đang sống, mệt mỏi vu vơ, sự thúc giục quá khích và áp lực. Xin cho con biết chất vấn bản thân rằng, con cần tống khứ những sự ô uế nào khỏi cơ thể mình? Con có giúp người khác xây dựng lại ngôi đền thờ của họ không? Xin cho con biết chấp nhận những gì đang xảy ra trong cơ thể con. Cầu nguyện và dâng nó lên Chúa như củ lễ tốt nhất hôm nay. Hiệp ý chỉ của Đức Thánh Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Tỏ con trống trong các hoạt động của con, tĩnh tâm, hít thở thật sâu, hướng tâm trí vào việc cảm nhận cơ thể. Như thế, con làm cho thân thể mình trở thành ngôi đền thiêng liêng để hòa hợp với Chúa Thánh Thần. Khoa học kỹ thuật được định hướng tốt có thể tạo ra những thứ thực sự có giá trị để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Các phương tiện kỹ thuật có cải thiện chất lượng cuộc sống của con và những người xung quanh con không? Chú ý đến cơ thể của con. Hôm nay, nó mang đến cho con những dấu hiệu gì? Xin cho con biết tái khởi động một ngày của con theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong cõi lòng con. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con biết ơn vì một ngày sống hôm nay lại khép lại. Con nhìn lại cách con bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình. Con đã sống trong thái độ cởi mở và phục vụ Chúa Cha chưa? Con có thể chỉ rõ trong những cử chỉ hàng ngày của mình ý chỉ mà Đức Thánh Cha Francisco giao phó cho mạng lưới của chúng con không? Con có dâng đời sống và hoạt động của mình cho Thiên Chúa không? Xin cho con biết nhìn lại cách sống phục vụ trong mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng và chỉ ra mục đích phát triển để sẵn sàng phục vụ sứ mệnh cho Chúa Giêsu. Chính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.